Chào các bạn đã quay trở lại với channel của Vietablet, và trên tay mình đây đang là hai siêu phẩm đỉnh cao của nhà LG. Một bên là chiếc LG G8 ThinQ và một bên là chiếc LG V50 ThinQ. Và cả hai con máy này nó đều sở hữu cùng con chip Snap 855 cùng với bộ nhớ RAM là 6GB và bộ nhớ ROM bên trong là 128GB. Thì cấu hình phải nói là rất khủng khiếp hôm nào. Nhưng đặc biệt là mức giá của cả hai siêu phẩm này nó đều ít hơn 6,5 triệu đồng. Với tầm giá dưới 6 triệu rưỡi thì các bạn rất khó có thể tìm được chiếc điện thoại nào chạy con chip Snap 855 như chiếc LG trên tay mình đây. Nhưng mà một số thì điện thoại của Trung Quốc chẳng hạn như là Xiaomi hay là Realme chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể có thôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại dịch bệnh đang hoành hành thì cái nguồn hàng nó sẽ rất là khan hiếm, cho nên các bạn muốn mua được thì nó cũng sẽ là một vấn đề lớn. Và một khu rừng không thể nào có hai chú sơn lâm được. Trong hai siêu phẩm này, đâu mới là đỉnh cao thực sự và chúng ta nên lựa chọn chiếc máy nào? Hãy cùng vào ngay video. Let's go. Để có thể mua được LG G8 ThinQ và LG V50 ThinQ với mức giá rẻ nhất thì bạn có thể tham khảo tại cửa hàng Vietablet. Cả hai chiếc máy này đều được bày bán với chất lượng cực tốt. Ngoài ra thì khi mua hàng tại đây, bạn có thể một đổi một trong 30 ngày và hoàn tiền với bất kỳ lý do gì trong vòng 7 ngày. Vietablet cũng bảo hành cả lỗi đột tử của LG nếu như có xuất hiện, cho nên các bạn có thể yên tâm mà mua xài. Đường link thì mình sẽ để ở phía bên dưới. Về phần cứng thì khi nãy mình cũng có nói sơ qua rồi, cả hai chiếc máy đều được trang bị phần cứng giống hệt nhau, đều là con chip Snap 855 mang sức mạnh của tên lửa, bộ nhớ RAM 6GB và ROM 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 512GB, có thể đa nhiệm mượt mà cân mọi tựa game với mức 2 setting. Và quan trọng nhất là bạn có thể yên tâm mà xài tốt khi mua hai chiếc máy này trong ít nhất là 3 năm nữa. Nhưng có một thứ mà chỉ LG V50 mới có được, đó chính là công nghệ 5G. Trên LG V50 thì nó được trang bị thêm một cái modem X50 5G đi kèm, sẽ cho phép chúng ta kết nối tốc độ cao 5G. Mặc dù là 5G nó vẫn chưa có mặt ở Việt Nam, tuy nhiên mình vẫn giữ quan điểm đó là có còn hơn không. Và khi 5G chính thức xuất hiện thì các bạn có nhiều khả năng là sẽ phải đổi chiếc LG G8 sang chiếc điện thoại khác được trang bị công nghệ 5G. Nhưng mà khi các bạn đang sử dụng chiếc LG V50 thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà tiếp tục sử dụng nó và kết nối 5G. Riêng điều này thì chiếc LG V50 đã ghi điểm. Ở phần thiết kế thì nhìn chung cả hai chiếc máy đều có nét giống nhau, ngoại trừ việc LG V50 nó có kích thước to hơn một chút. Màn hình là 6.4 inch so với 6.1 inch của LG G8 và có in tên máy ở phần mặt lưng rõ ràng. Nếu không thì chúng ta nhìn từ xa sẽ rất khó có thể phân biệt được cả hai chiếc máy này. Nhìn gần hơn thì cả hai thiết bị đều mang đến cảm giác sang trọng và cao cấp với thiết kế khung kim loại. Hai mặt đều là kính cường lực, trong đó mặt lưng sẽ ôm cong nhẹ, mang đến cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Còn hệ thống 3 camera phía sau thì được bố trí ngang với đèn flash, có bộ cảm biến vân tay hình tròn nằm ngay chính giữa và phía dưới của cụm camera. Bên dưới nữa thì sẽ là tên thiết bị và cuối cùng là logo quen thuộc của nhà LG. Ở mặt trước, LG G8 và LG V40 đều giống hệt nhau với thiết kế tay thỏ. Phần viền màn hình hai bên và viền dưới đều rất mỏng, mang đến cảm giác tràn viền và diện tích màn hình nó được mở rộng đến mức tối đa. Điểm khác biệt dễ thấy là ở LG V50, chúng ta sẽ có một dải loa nhỏ hiện ra phía trên bên phải của cụm hai camera. Còn bên LG G8 thì dải loa nó được làm ẩn ở phía bên dưới màn hình, âm thanh sẽ được phát trực tiếp thông qua màn hình, và đây cũng là công nghệ mà LG họ rất tự hào trên sản phẩm của họ. Trong trường hợp này thì mình cũng không biết là phải đánh giá ai hơn ai được nữa, bởi vì nó phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Nếu các anh em thích kiểu Lolita thì chúng ta chọn chiếc LG G8, còn các anh em mà thích kiểu múp múp mở mở thì chúng ta chọn chiếc V50 thôi. Hai chiếc máy đều sở hữu tấm màn AMOLED với độ phân giải là 2K+, cho màu sắc rực rỡ với độ sáng cao và góc nhìn rất rộng. Tỷ lệ màn hình sẽ là 19.5:9 và ta có thể thoải mái sử dụng tấm màn này khi ở ngoài trời. Màn hình tay thỏ của cả hai chiếc cũng không phải là vấn đề gì to lớn lắm, khi mà chúng ta có thể cho ẩn cái tay thỏ này đi bên trong phần cài đặt. Nếu như không thì chúng ta có thể giữ nguyên cũng được, bởi vì LG dù gì họ cũng đã tối ưu tốt cái tay thỏ này, cho nên nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích và gây khó chịu cho chúng ta. Màn hình của LG G8 hay là LG V50 nó đều là những tấm màn đẹp nhất
những tấm màn chất lượng chuẩn nhất mà mình từng được thấy ở tất cả các dòng điện thoại, ngay cả là iPhone đi chăng nữa. Vì là quá cao cấp cho nên chúng ta sẽ khó có thể nhận ra được sự khác biệt ở cả hai, cho nên riêng phần này thì mình sẽ coi như là hai chiếc máy điều hòa. LG cũng bắt kịp xu hướng hiện nay bằng cách trang bị thật là nhiều camera cho sản phẩm của họ, và chất lượng của những camera này đều rất tuyệt vời. Cả LG G8 bản hàng lẫn LG Venom ThinQ đều được trang bị 3 camera sau, gồm một ống kính thường, một ống kính góc siêu rộng và một ống kính tele. Sẽ không có quá nhiều sự khác biệt ở hệ thống 3 camera này, mà sự khác biệt sẽ nằm ở hệ thống camera trước. Với chiếc LG V50 thì chúng ta sẽ có hai camera, một ống kính là 8 megapixel và một ống kính góc rộng là 5 megapixel, thì nó sẽ cho khả năng chụp selfie với góc rộng hơn thôi. Còn với chiếc LG G8 thì chúng ta sẽ có một ống kính thường 8 megapixel và một bộ cảm biến 3D top. Với bộ cảm biến 3D top này chúng ta có thể làm được rất là nhiều trò, chẳng hạn như là cho phép nhận diện từ xa mà không cần chạm vào máy, quét tĩnh mạch. Ngoài ra chúng ta còn có tính năng emotion, có thể cho phép điều khiển bằng tay, ví dụ như là tăng giảm âm lượng hoặc là tạm dừng chơi nhạc mà không cần phải chạm tay vào màn hình. Chính vì như vậy mà ở phần camera mình sẽ nghiêng về LG G8 hơn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các tính năng hay ho để có thể tha hồ mà vọt vạch tại cái hệ thống camera này. Còn với camera selfie góc rộng của LG V50 thì mình thấy là ở camera sau chúng ta đã có cái camera góc rộng rồi, mà chúng ta bây giờ lại cần thêm một cái camera góc rộng ở đằng trước nữa thì nó quá phí, đúng không? Chỉ vì việc dùng thêm một lúc hai camera góc rộng mà chúng ta lại bỏ qua quá nhiều tính năng hay như vậy của LG G8 thì thực sự là không đáng cho lắm. Ngoài ra với LG V50 chúng ta còn có thể gắn thêm một màn hình phụ. Đây là điều mà G8 sẽ không thể nào làm được. Với màn hình phụ này chúng ta sẽ có thể vừa chơi game, vừa xem YouTube song song, hoặc là biến màn hình phụ trở thành một tay cầm để chơi game. Riêng điều này thôi thì LG V50 đã chiếm được rất nhiều tình cảm của người dùng rồi. LG V50 cũng có viên pin lớn hơn với dung lượng là 4000 mAh. Nếu như so với G8 thì nó sẽ nhỉnh hơn, bởi vì pin của G8 chỉ là 3500 mAh mà thôi. Nhưng công bằng mà nói thì LG V50 chúng ta nó sẽ có công nghệ 5G, nó có màn hình to hơn, nó có thể gắn với màn hình phụ, cho nên chắc chắn là nó sẽ phải ngốn pin nhiều hơn rồi. Đấy, cho nên là pin của G8 xem ra nó cũng không thua kém bao nhiêu so với pin của LG V50 cả. Tổng kết lại thì cả LG V50 lẫn LG G8 nó đều có những ưu điểm riêng của nó. Nếu bạn muốn mua về xài lâu dài, cần hai màn hình để làm việc, để chơi game thì LG V50 nó nên là một sự lựa chọn của bạn. Còn các bạn cần một chiếc máy để vọt vạch, gọn nhẹ và có nhiều tính năng hay ho trải nghiệm thì LG G8 nó sẽ rất tuyệt vời. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một subscribe ủng hộ tụi mình nha. Nhớ like fanpage để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Và có thắc mắc gì thì hãy comment ngay phía bên dưới, tụi mình sẽ giải đáp ngay lập tức. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.